Xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả và quý vị cùng đang theo dõi chương trình Trò chuyện cùng chuyên gia. Chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Nhân dân Gia đình thực hiện. Và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân mến, trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi thực hiện chủ đề với tên gọi Có phải rau cải và đậu nành là sát thủ với người mắc bệnh tuyến giáp hay không? Và để trả lời và giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này, thì mời quý vị lắng nghe phần tư vấn của Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Mạnh Tuấn đang công tác tại khoa nội tiết thận của Bệnh viện Nhân dân Gia đình thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Thanh Ráp xin được mến chào bác sĩ Tuấn ạ. Xin kính chào anh Thanh Ráp và tất cả các khán thính giả của kênh Alo Bác sĩ. Dạ, đầu tiên xin phép nhờ bác sĩ Tuấn có thể cho mọi người có thể hiểu thêm là bệnh tuyến giáp là gì, bệnh tuyến giáp thường gồm những bệnh lý nào và trong đó đâu là những cái bệnh lý mà thường gặp nhất thưa bác sĩ Tuấn. Dạ. Tuyến giáp của chúng ta đó là một cái tuyến ở vùng cổ nằm ở phía dưới của khí quản và phía trước của thanh quản. Thì tuyến giáp là một trong những cái tuyến nội tiết lớn nhất của cơ thể, vai trò của nó là tiết ra những cái hóc môn để tăng cái tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể chúng ta. Thì bệnh lý tuyến giáp sẽ chia ra làm hai nhóm lớn, nhóm về hình thể và nhóm về chức năng. Và hai nhóm này không có tách biệt, chúng có mối liên quan mật thiết với nhau. Nhóm về hình thể thì chúng ta sẽ có những bệnh lý như là nhân tuyến giáp, tức là bưu giáp đa nhân, bưu giáp đơn nhân, hoặc là ung thư tuyến giáp, hoặc là phình tuyến giáp lan tỏa. Về mặt chức năng thì chúng ta có thể có bình giáp tức là tuyến giáp tiết ra hóc môn bình thường như sinh lý. Suy giáp là khi mà học tuyến giáp tiết ra hóc môn ít hơn bình thường và làm giảm cái tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể khoảng 40-50%. Cường giáp thì là khi mà tuyến giáp tiết ra hóc môn nhiều hơn bình thường và làm tăng cho cái tỷ lệ trao đổi chất lên từ 60-80%. Hoặc là viêm tuyến giáp là một cái tình trạng đặc biệt khi mà cái tuyến giáp bị viêm thì có thể trải qua những cái giai đoạn đó là cường giáp, bình giáp hoặc là suy giáp tùy vào ngoại nhân. Khi mà kết hợp hai cái nhóm lại thì chúng ta có sẽ rất nhiều cái bệnh lý khác nhau. Tuy nhiên thì nhìn chung lại thì chúng ta có hai cái hội chứng thường gặp nhất, đó chính là cường giáp và suy giáp. Dạ, vậy thì về cái nguyên nhân gây bệnh thì nguyên nhân nào gây ra bệnh tuyến giáp? Những cái thói quen mà chúng ta ăn uống rồi sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là trong thời đại ngày nay thì ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ và tỷ lệ mắc bệnh thưa bác sĩ Tuấn? Như đã trình bày ở trên thì cường giáp và suy giáp là hai hội chứng thường gặp nhất, cho nên nguyên nhân sẽ xoay quanh hai cái hội chứng này. Về cường giáp thì chúng ta sẽ có ba nhóm lớn. Thứ nhất là cường giáp nguyên phát, tức là bệnh lý tại tuyến giáp. Thì chúng ta sẽ có một cái bệnh lý thường gặp nhất, đó là bệnh Basedow, tức là một cái bệnh lý tự miễn tại tuyến giáp, chiếm tỷ lệ từ 60-80%. Ngoài ra thì chúng ta còn có các bưu giáp đa nhân hóa độc, các u độc tuyến giáp hoặc là ung thư tuyến giáp. Về thứ hai đó là cường giáp thứ phát, là ở ngoài tuyến giáp thì chúng ta sẽ có những cái u tiết TSH là tự trên não, hay là những cái u nguyên bào nuôi để tiết ra HCG nó giống như là TSH, hoặc là cái hội chứng đề kháng hóc môn tuyến giáp, hoặc là cường giáp ở trên những bệnh nhân có thai. Và cuối cùng là một số nguyên nhân khác như là viêm tuyến giáp hoặc là chấn thương xạ trị vùng cổ. Suy tuyến giáp thì chúng ta có những cái nguyên nhân hàng đầu cũng vẫn là những cái bệnh lý tự miễn, đó là chính là bệnh viêm giáp Hashimoto. Thứ hai là chúng ta do những quá trình điều trị như là chúng ta phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp, như là chúng ta sử dụng iốt phóng xạ, hoặc là chúng ta xạ trị vùng cổ, hoặc là do một số bệnh lý viêm giáp như là viêm giáp bán cấp thoáng qua cũng có thể gây suy giáp, hoặc là do tình trạng bẩm sinh, tức là bệnh nhân không có tuyến giáp bẩm sinh, hoặc là bệnh nhân không có tật tổng hợp hoặc được hóc môn tuyến giáp bẩm sinh. Một số cái thói quen uống và lối sống sinh hoạt hiện đại cũng có thể ảnh hưởng lên các bệnh lý tuyến giáp. Ví dụ như chúng ta hay thích uống cà phê. Trong cà phê thì có rất nhiều chất kích thích làm cho cơ thể chúng ta tăng tiết ra những cái hóc môn căng thẳng như là cortisol hay là epinephrine. Chính vì vậy làm cho cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, làm tăng cái tỷ lệ trao đổi chất và có thể làm ảnh hưởng lên cái bệnh lý tuyến giáp. Thứ hai là chúng ta ăn uống không lành mạnh hoặc là việc giảm cân cấp tốc. Ăn uống không lành mạnh có thể như là những ăn quá nhiều các chất đường bột, trong thời đại hiện nay chúng ta hay ăn fast food, hoặc là giảm cân cấp tốc làm cho tình trạng dinh dưỡng không hợp lý, có thể là ảnh hưởng lên cái tình trạng trao đổi chất và có thể ảnh hưởng lên các bệnh lý tuyến giáp. Ngoài ra thì chúng ta còn một cái nguyên nhân thời đại hiện nay thì chúng ta ít gặp thôi, đó chính là thiếu iốt. Thì ở thành phố chúng ta thì nhà nước chúng ta thì đã phát động phong trào là chúng ta phải ăn muối iốt toàn dân. Tuy nhiên ở những nơi vùng sâu vùng xa vẫn thiếu muối iốt, và khi mà thiếu muối iốt chính là cái nguyên liệu để tạo ra hóc môn tuyến giáp. Chính vậy khi thiếu iốt thì chúng ta sẽ có nguy cơ bị bối tuyến giáp và suy tuyến giáp. Một số cái lối sống sinh hoạt hiện nay cũng có thể ảnh hưởng lên các tỷ làm tăng cái tỷ lệ bệnh lý tuyến giáp, ví dụ như là hút thuốc lá.
Trong thuốc lá có rất nhiều là có những chất kích thích có thể làm gây ra viêm cái tuyến giáp mạn tính, làm cản trở sự hấp thu cái iốt để tạo ra hormone tuyến giáp. Thứ hai đó chính là tình trạng căng thẳng, stress. Thời đại hiện nay thì chúng ta hay bị stress, căng thẳng, làm công việc quá mức làm cho tăng những cái hormone căng thẳng giống như là chúng ta uống cà phê. Chính vì vậy cũng có thể làm tăng tỷ lệ là bệnh lý tuyến giáp. Và cuối cùng là một cái lối sống ít vận động. Khi chúng ta ít vận động thì cái tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể chúng ta sẽ giảm xuống và có thể làm tăng cái nguy cơ làm bệnh lý tuyến giáp. Dạ, về nguy cơ mắc bệnh thì trong thời đại ngày nay thì ai có cái nguy cơ mắc bệnh tuyến giáp cao hơn? Nhiều người cho rằng phụ nữ thì có cái nguy cơ mắc bệnh lý tuyến giáp nhiều hơn đàn ông. Thực hư cái thông tin như thế nào thưa bác sĩ? Bệnh lý tuyến giáp thì có thể ảnh hưởng lên bất kỳ ai. Dạ vâng. Tuy nhiên thì những người có những yếu tố nguy cơ sau đây thì có nguy cơ mắc bệnh lý tuyến giáp cao hơn những người còn lại. Đó chính là những người mà có tiền sử gia đình bị bệnh lý đã bị bệnh lý tuyến giáp, hoặc ngay cả người bệnh đã từng mắc bệnh lý tuyến giáp hoặc là ung thư tuyến giáp. Thứ hai là bệnh nhân có thể mắc một số những cái bệnh lý tự miễn liên quan đến tuyến giáp, giống như là thiếu máu ác tính, dạ, đái tháo đường tiếp 1 hoặc là các bệnh viêm khớp dạng thấp. Thứ ba đó là bệnh nhân thiếu iốt, tức là những cái vùng mà thiếu iốt. Thứ tư là những bệnh nhân mà có sử dụng xạ trị hoặc là phẫu thuật vùng cổ. Và thứ năm á, là trên những người bệnh mà lớn tuổi, trên 60 tuổi, đặc biệt là nữ giới. Như vậy thì cái câu hỏi của anh thứ hai của anh là thì những bệnh lý tuyến giáp thì hay xảy ra ở trên nữ giới là đúng hay không? Thì theo y văn chúng ta ghi nhận được rằng phụ nữ thì có nguy cơ mắc bệnh lý tuyến giáp cao hơn từ 5 đến 8 lần đối với nam giới. Yeah. Nguyên nhân đó chính là do vì phụ nữ trải qua quá trình thay đổi học môn, tức là các nội tiết tố, yeah, cao nhiều hơn, thay đổi nhiều hơn trong quá trình sống là hơn là đàn ông. Thì phụ nữ chúng ta thay đổi học môn thường là xong qua ba giai đoạn lớn của cuộc đời. Thứ nhất là giai đoạn mà dậy thì, tức là, yeah, lúc này bệnh nhân có kinh nguyệt thì tất cả cái tỷ lệ trao đổi chất lúc này tăng lên một cách đột ngột, cũng như là cái tình trạng thay đổi hormone nội tiết tố nữ thay đổi đột ngột làm cho cái người bệnh có nguy cơ và tăng cái khả năng mắc bệnh lý tuyến giáp. Thứ hai là trong quá trình mang thai. Yeah. Mang thai đó là một cái quá trình mà thay đổi nội tiết tố liên tục từ đầu thai kỳ cho đến cuối thai kỳ. Thời gian đầu thai kỳ thì cái hormone HCG tăng lên rất cao và làm cho phụ nữ có thai có nguy cơ bị cường giáp. Tuy nhiên thì phụ nữ có thai cũng có nguy cơ bị suy giáp khi mà chúng ta cung cấp iốt không đủ cho cả mẹ và em bé. Và đặc biệt nữa là trong thai kỳ là một cái tình trạng rối loạn miễn dịch, cho nên là khi mà tình trạng rối loạn miễn dịch có thể xảy ra thì bệnh nhân vẫn có thể mắc cường giáp hoặc là suy giáp. Và cuối cùng là giai đoạn mãn kinh. Thì giai đoạn này thì khi mà phụ nữ đã lớn tuổi và những học môn nữ thì đã giảm xuống rất nhiều rồi, kèm theo những quá trình như là mất ngủ nè, bệnh nhân căng thẳng quá nhiều cũng có thể làm cho phụ nữ có thể mắc bệnh lý tuyến giáp. Dạ, vậy thì có những cái dấu hiệu nào để cảnh báo bệnh tuyến giáp? Theo bác sĩ thì đâu là dấu hiệu nhiều người bỏ sót nhất trong bệnh tuyến giáp, và những cái triệu chứng của bệnh lý tuyến giáp có thể nhầm lẫn với những cái bệnh lý nào khác hay không ạ? Bệnh lý tuyến giáp thì ảnh hưởng lên toàn thân, chính vì vậy mà cái triệu chứng nó cũng sẽ ảnh hưởng lên toàn thân, và từ đó chúng ta sẽ dễ nhầm lẫn và bỏ sót đối với những cái bệnh lý khác nữa. Thì những triệu chứng mà chúng ta có thể nhầm lẫn và bỏ sót giống như là những triệu chứng về tâm thần kinh, tức là khi những bệnh nhân cường giáp thì bệnh nhân có thể rối loạn lo âu, cảm xúc lúc nào cũng rối loạn, có thể là tăng hoặc giảm bất ngờ thất thường. Trong khi đó thì bệnh nhân suy giáp thì lại ngược lại, tức là bệnh nhân suy giáp thì lúc nào cũng chậm rãi, ít biểu cảm. Về mặt tiêu hóa thì những bệnh nhân cường giáp thì hay dễ bị tiêu chảy, trong khi những bệnh nhân suy giáp thì lại dễ bị táo bón. Yeah. Về mặt cơ xương khớp thì những bệnh nhân cường giáp thì rất dễ bị vọt bẻ, yếu cơ, trong khi những bệnh nhân suy giáp thì lại đau nhức cơ. Về mặt chuyển hóa thì những bệnh nhân cường giáp thì da lúc nào cũng nóng ẩm, nhất là ở bàn tay, có thể hơi sốt, nóng nóng, hơi sốt. Những bệnh nhân suy giáp thì lại là da khô, những móng hoặc là da lông, tóc thì là giảm rụng. Về có một cái triệu chứng mà chúng ta ít khi để ý, đó là một cái triệu chứng của cường giáp thì bệnh nhân thường là hay có lồi mắt. Tức là lồi mắt này có thể là bị hai bên không đều, nhưng mà cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo của những cái bệnh lý tuyến giáp. Như đã trình bày thì bệnh lý tuyến giáp ảnh hưởng lên toàn thân, cho nên là nó triệu chứng của bệnh lý tuyến giáp cũng ảnh hưởng lên rất nhiều cơ quan trong cơ thể. Vì vậy chúng ta rất dễ nhầm lẫn và bỏ sót, và chúng ta có thể phải phân biệt với những một số bệnh lý khác như là bệnh lý về tâm thần kinh, dạ, là những bệnh lý về rối loạn tâm thần, những rối loạn cảm xúc, và những bệnh lý về tim mạch như là rối loạn nhịp tim hoặc là thiếu máu cơ tim, những bệnh lý về
tiêu hóa như là viêm dạ dày, viêm đại tràng, những bệnh lý về cơ xương khớp như là thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, hoặc là những bệnh lý về mắt. Và bệnh nhân cường giáp thì đặc biệt có những sụt cân thì chúng ta cần phải phân biệt với những cái bệnh lý khác như là đái tháo đường, như là lao hoặc là ung thư. Thì một bệnh lý của một cơ quan thì thường là chỉ biểu hiện tình trạng của một cái cơ quan đó thôi, và chúng ta thường nhắm đến cái cơ quan đó. Tuy nhiên thì bệnh lý tuyến giáp biểu hiện toàn thân. Chính vì vậy khi mà chúng ta có những triệu chứng của nhiều cơ quan kèm theo là bệnh nhân có một cái dấu hiệu nào đó về tuyến giáp, ví dụ như chúng ta cảm thấy là có nhìn là chúng ta thấy cái vùng cổ của chúng ta có tuyến giáp nó lớn lên, hoặc là có những yếu tố nguy cơ như là đã trình bày ở trên, thì bệnh nhân nên được kiểm tra chức năng tuyến giáp sớm. Tuy nhiên thì bệnh lý tuyến giáp đôi khi lại cũng không thể có một cái biểu hiện nào rõ ràng cụ thể cả. Và những người có yếu tố nguy cơ thì chúng ta cần nên kiểm tra chức năng tuyến giáp sớm và phát hiện được cái bệnh lý tuyến giáp để điều trị kịp thời. Và để mà giúp bệnh nhân điều trị kịp thời, điều quan trọng nhất chúng ta phải chẩn đoán và phát hiện bệnh sớm. Vậy thì có những cái cách nào để mà chẩn đoán bệnh tuyến giáp, và khi mà bệnh nhân nghi ngờ thì đến bệnh viện sẽ làm những cái kiểm tra, những cái xét nghiệm như thế nào thưa bác sĩ? Như bác sĩ cũng đã trình bày thì bệnh lý tuyến giáp chúng ta sẽ chia ra làm hai nhóm, tức là nhóm về hình thể và nhóm về chức năng. Thì những xét nghiệm chúng ta cũng sẽ xoay quanh hai cái nhóm này. Thứ nhất là về hình thể thì chúng cái cận lâm sàng mà hàng đầu chúng ta làm đó chính là siêu âm. Siêu âm tuyến giáp chúng ta sẽ phát hiện được là chúng ta có nhân tuyến giáp hay không, hay là tuyến giáp chúng ta phì đại, hoặc là mạch máu chúng ta sẽ tăng sinh. Và cũng có thể phát hiện ra một số những cái dấu hiệu bất thường và nghi ngờ ung thư. Ngoài ra thì chúng ta còn xem một số cái hình ảnh học khác, đặc biệt mà bệnh lý chuyên sâu như là chúng ta sẽ làm đo tập trung iốt hoặc là làm xạ hình tuyến giáp. Về mặt chức năng thì chúng ta sẽ làm sinh hóa máu, tức là tuyến giáp thì chúng ta sẽ tiết ra những học môn, cho nên chúng ta sẽ định lượng những học môn tuyến giáp trong máu, tức là học môn tuyến giáp đó là FT3 và FT4. Có một cái học môn ở trên não để tiết ra để kiểm soát cái sự tiết của học môn của tuyến giáp, đó là TSH, là do tuyến yên tiết ra. Thì đó là ba cái xét nghiệm cơ bản là TSH, FT3 và FT4. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái số những xét nghiệm chuyên sâu để tìm ra các bệnh lý phức tạp hơn, ví dụ như là anti-TBO hoặc là TRAB, vân vân. Dạ. Và khi mà bệnh nhân mình đã được chẩn đoán là bệnh mắc bệnh về tuyến giáp rồi thì nhiều người họ quan tâm rất là nhiều về cái chế độ dinh dưỡng, thì ngay phần sau chương trình chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cái chế độ dinh dưỡng dành riêng cho bệnh nhân tuyến giáp. Thì nói một chút về chế độ dinh dưỡng thì bệnh nhân của mình cần lưu ý những cái vấn đề chung nhất là vấn đề gì thưa bác sĩ? Về chế độ dinh dưỡng thì bệnh lý tuyến giáp chúng ta tùy vào cái nhóm bệnh lý nào mà chúng ta sẽ sử dụng những cái thực phẩm nào là được phù hợp cho phép. Tuy nhiên thì theo cái tắc chung thì chúng ta cần nên ăn bổ sung đa dạng các loại thực phẩm và phải được cân bằng các loại thực phẩm với nhau, và tránh một số các loại thực phẩm mà không được sử dụng cho một số bệnh lý. Dạ, mình đi sâu hơn về phần dinh dưỡng là những người họ quan tâm những cái loại thực phẩm nào thì người mắc bệnh lý tuyến giáp họ cần tăng cường thưa bác sĩ? Một số các loại thực phẩm mà chung mà các bệnh nhân bệnh lý tuyến giáp cần bổ sung thêm vào cái chế độ ăn hàng ngày của chúng ta. Thứ nhất đó là những cái loại trái cây mọng nước như là dâu tây nè, kiwi nè, cam, quýt. Bởi vì trong những loại trái cây này có nhiều cái chất chống oxy hóa làm cho tăng cái hoạt động của tế bào tuyến giáp. Thứ hai đó là một số những cái thực phẩm mà chứa selen hoặc là kẽm, như là trong hạt hạnh nhân, hạt góc chó, hoặc là một số cái thực phẩm gia cầm nè, cá nè. Thì kẽm thì sẽ giúp cho làm tăng cái tỷ lệ trao đổi chất, còn selen thì giúp làm giảm tổn hại các tế bào tuyến giáp. Một số những thực phẩm mà có cái chất béo omega 3 tốt, ví dụ như là dầu ô liu hoặc là hạt hạnh nhân hoặc là gan cá, thì những chất này omega 3 giúp cho bảo vệ cái tế bào tuyến giáp. Và một số loại rau xanh như là rau diếp cá nè, rau ngót nè, rau muống nè. Vậy trong loại rau xanh này có rất nhiều magie sẽ giúp cho tế bào tuyến giáp hoạt động tốt. Đối với những cái bệnh nhân mà cường giáp thì chúng ta cần nên bổ sung thêm một số các loại đạm thực vật, ví dụ như là từ các loại đậu hũ nè, hoặc là các loại hạt. Bởi vì bệnh nhân cường giáp thì thường hay bị sụt cân và làm giảm cái sức khỏe của mình. Chính vì cái loại đạm này có thể làm duy trì cái sức khỏe và làm duy trì cái cân nặng cho bệnh nhân. Còn đối với những bệnh nhân suy giáp thì chúng ta cần ăn thêm những cái loại thức ăn mà có iốt, ví dụ như là muối iốt, rau câu, rong biển, một số những loại hải sản nước biển. Bởi vì tùy theo nguyên nhân, tuy nhiên thì nhìn chung thì những bệnh nhân suy giáp nên ăn những thực phẩm có iốt để tăng tạo cái hormone tuyến giáp.
Dạ, vừa rồi thì bác sĩ Tuấn cũng đã liệt kê những thực phẩm nào chúng ta nên tăng cường đối với những bệnh nhân là mắc về bệnh lý tuyến giáp. Kế đến nhiều người cũng rất là quan tâm, không biết là khi mà họ đã mắc bệnh lý tuyến giáp rồi thì họ cần phải kiêng khem hoặc là hạn chế những cái món ăn, những cái nhóm thực phẩm nào thưa bác sĩ? Đối với những bệnh nhân bệnh lý tuyến giáp thì nhìn chung chúng ta nên kiêng một số những loại thực phẩm như là những loại thực phẩm nào có caffeine hoặc là những cái chất kích thích, bởi vì trong những loại này thì như bác sĩ đã trình bày thì caffeine hoặc những cái chất kích thích nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta tăng cái tỷ lệ trao đổi chất và tăng nguy cơ mắc cái bệnh lý tuyến giáp hơi nhiều hơn. Thứ hai đó là những loại mà đường bột béo, những loại chiên dầu nhiều quá, thì trong những loại này sẽ làm ảnh hưởng đến cái hoạt động của hormone tuyến giáp. Và thứ ba đó là những loại mà thức ăn có quá nhiều đường bột, như là các loại nhiều carbohydrate như là trong những cái loại fast food, vì khi mà bệnh nhân cường giáp hoặc suy giáp thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái việc trao đổi chất và làm ảnh hưởng đến cái nồng độ đường trong máu. Riêng bệnh lý suy giáp thì chúng ta nên tránh các loại thực phẩm nào mà có tiết ra glycogen. Glycogen đó là một cái chất làm cho cản trở sự hấp thu iốt vào tuyến giáp và có thể tạo bướu giáp và có thể gây suy giáp. Loại thực phẩm thứ nhất mà chúng ta cần kiêng trong bệnh nhân suy giáp đó chính là đậu nành. Những loại thực phẩm từ đậu nành thì ngoài là tiết ra glycogen thì đậu nành còn trong đó còn có một chất gọi là ivoflavon. Ivoflavon thì nó sẽ làm cho ức chế cái men peroxida. Peroxida là một cái men để tổng hợp lên hormone tuyến giáp. Và nhóm thực phẩm thứ hai đó chính là từ các loại rau cải, rau họ cải, ví dụ như là bắp cải, súp lơ hoặc củ cải trắng. Trong này cũng chứa rất là nhiều glycogen. Tuy nhiên thì bệnh nhân suy giáp vẫn có thể ăn được rau họ cải khi mà chúng ta nấu chín. Nấu chín lên thì hầu như là các glycogen này nó sẽ bị mất tác dụng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên lạm dụng ăn quá nhiều. Vậy đối với bệnh nhân cường giáp thì những thực phẩm không được ăn đó chính là thực phẩm nào có chứa nhiều iốt. Khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì chúng ta chỉ nên ăn khoảng 0,15mg iốt mỗi ngày. Tuy nhiên bệnh nhân cường giáp thì lại càng phải ăn ít hơn nữa. Những loại thực phẩm mà có iốt nhiều đó là muối iốt, rau câu, rong biển, những hải sản, nước mặn thì chúng ta cần nên tránh. Dạ, thưa bác sĩ Tuấn, có nhiều người bạn đọc họ quan tâm đó liệu rằng có phải những người mà họ mắc về bệnh lý tuyến giáp thì phải cần kiêng tuyệt đối các loại thực phẩm họ đậu cũng như là rau họ cải hay không? Nếu như mà bổ sung các sản phẩm có chứa họ đậu thì có được hay không? Và họ nên lưu ý những cái vấn đề gì khi mà sử dụng thưa bác sĩ? Như đã trình bày ở trên thì những bệnh nhân mà suy giáp hoặc là có bướu giáp thì chúng ta không nên sử dụng những sản phẩm từ đậu nành hoặc là từ rau họ cải như là củ cải trắng, súp lơ, bắp cải, vì trong đó có chứa glycogen có thể làm giảm hấp thu iốt vào tuyến giáp và làm giảm cái hormone tuyến giáp gây ra suy giáp và bướu giáp nặng hơn. Đối với những cái bệnh nhân cường giáp thì vẫn có thể ăn đậu nành và các rau họ cải, tuy nhiên thì chúng ta cần cũng phải cân bằng và chỉ không nên ăn quá nhiều. Dạ, khi mà bệnh nhân của chúng ta sống chung với các bệnh về tuyến giáp thì về cái chế độ dinh dưỡng mình cũng đã đề cập là những cái gì nên ăn và những gì nên tránh rồi. Còn trong cái chế độ về sinh hoạt thì bệnh nhân cần phải lưu ý những cái vấn đề gì thưa bác sĩ Tuấn? Để sống chung với cái bệnh lý tuyến giáp thì bác sĩ nên khuyên bệnh nhân đó là chúng ta, nếu chúng ta có bướu tuyến giáp thì chúng ta cần nên theo dõi bướu tuyến giáp mỗi ngày. Thì cái việc đơn giản nhất mà chúng ta theo dõi mỗi ngày chúng ta soi gương xem cái bướu tuyến giáp này có những dấu hiệu bất thường hay không, có lớn lên hoặc là có sưng, có đỏ hay không thì cần nên phải đi khám liền. Thứ hai là chúng ta cần phải điều trị uống thuốc theo như là cái chỉ định của bác sĩ và không được tự ý giảm liều, ngưng thuốc. Thứ ba là chúng ta không nên sờ nắng hoặc là nắng bóp lên cái vùng tuyến giáp. Thứ tư là chúng ta cần lên tái khám định kỳ, khám theo đúng cái ngày khám tay hạn tái khám của bác sĩ. Và thứ năm là chúng ta sẽ phải có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, giống như là những gì bác sĩ vừa chia sẻ. Và cuối cùng là chúng ta cần nên uống thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ, tức là uống thuốc này có những loại thuốc thì chúng ta uống trước ăn, có những loại uống thì thuốc chúng ta uống sau ăn, chúng ta cần phải uống cho đúng. Dạ, và cuối cùng là đối với bệnh lý về tuyến giáp thì chúng ta có thể phòng ngừa được hay không, và nếu có thì chúng ta cần phải làm những gì thưa bác sĩ? Cách tốt nhất là để mà phòng ngừa bệnh lý tuyến giáp là chúng ta cần phải khám và phát hiện ra bệnh. Tại vì trên những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ thì chúng ta cần phải khám. Tuy nhiên thì bệnh lý tuyến giáp thì có thể ảnh hưởng lên bất kỳ ai. Vì vậy nếu khi nào chúng ta có những triệu chứng về bệnh lý tuyến giáp, chúng ta cần phải đi khám ngay lập tức. Về những bệnh nhân đã có bệnh lý tuyến giáp rồi thì chúng ta cần phải tuân thủ theo những một cái chế độ dinh dưỡng
và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Dạ, thành đáo xin thay mặt cho tất cả quý vị khán thính giả và những người thực hiện chương trình xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ từ đầu số phát sóng tới giờ của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Mạnh Tuấn đã giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về bệnh lý tuyến giáp là gì, chúng ta cần ăn gì, cần kiêng gì, cũng như là trong cái chế độ sinh hoạt hàng ngày chúng ta lưu ý những cái vấn đề như thế nào. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại số phát sóng ngày hôm nay. Thành đáp xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.